Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng bản tin FBNC Việt Nam kỳ này. Thưa quý vị, khi nền kinh tế càng khó khăn, việc sản xuất kinh doanh bị đình trệ, hàng hóa tồn kho cao, các doanh nghiệp buộc phải đối mặt với các khoản nợ xấu của chính công ty mình, cũng như đối mặt với việc gian nan khi đi đòi nợ tại công ty khác. Đây cũng là nội dung chính của buổi hội thảo thu hồi nợ hiệu quả, chiến lược và ứng dụng mới diễn ra vào ngày 22 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lim Cho-gi, giám đốc điều hành công ty tư vấn BDO, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, lãi suất vay cao, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn sớm thu hồi được công nợ nhằm xoay vòng dòng vốn. Tuy nhiên, đây luôn là mâu thuẫn dài kỳ giữa một bên luôn muốn thu hồi thật nhanh và một bên muốn kéo dài thời gian trả nợ. Thêm vào đó, hiện cũng có khá nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các khoản phải trả như là một nguồn tài chính của công ty để làm xoay vòng vốn kinh doanh thay vì trả nợ như cam kết. Riêng tại hệ thống ngân hàng, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ năm 2008, tốc độ tăng trưởng nợ xấu tăng lên nhanh chóng, trong đó năm 2009 là 27%, năm 2010 là 41%, năm 2011 là 64% và 6 tháng đầu năm 2012 là 47%. Tuy nhiên, theo ông Lim Cho-gi, đối với các khoản nợ khó đòi, trong tình hình xấu nhất, doanh nghiệp mới nên sử dụng công cụ pháp luật. Để thu hồi nợ, doanh nghiệp nên tiến hành đàm phán thẳng thắn với các đối tác. Trường hợp quyết định sử dụng công cụ pháp luật để đòi nợ, doanh nghiệp nên lường trước việc sẵn mất đối tác, bởi ngay khi tiến hành tố tụng, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã cắt đứt mối liên hệ với khách hàng. Thêm vào đó, chi phí kiện tụng đôi khi khá cao. Bài toán vốn kinh doanh thu hồi nợ sẽ tiếp tục nóng trong nền kinh tế còn nhiều khó khăn, buộc các doanh nghiệp tìm hiểu kỹ các đối tác của mình trước khi tiến hành hợp tác. Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tín dụng ngoại tệ đã giảm khoảng 3,68% so với cuối năm 2012. Đây là mức sụt giảm khá mạnh tiếp theo đà giảm trong cả năm 2012. Nguyên nhân khiến cho nhu cầu vay ngoại tệ giảm được cho là do nền kinh tế khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm nên số lượng doanh nghiệp nhập khẩu máy móc nguyên liệu ít đi. Từ số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tín dụng ngoại tệ giảm trong 3 tháng đầu năm 2013 đã kéo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung của Thành phố Hồ Chí Minh xuống còn 0,26%. Cũng trong thời gian này, dư nợ cho vay tiền đồng đã tăng 1,38%. Vì tín dụng ngoại tệ giảm mạnh đã bắt đầu từ giữa năm 2012, theo các chuyên gia, một phần là do Ngân hàng Nhà nước đưa ra các quy định siết chặt đối tượng vay ngoại tệ. Theo đó, chỉ doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu từ ngoại tệ mới được vay vốn để chuyển sang tiền đồng sản xuất kinh doanh hoặc thanh toán hàng hóa xuất khẩu. Những đối tượng khác như là doanh nghiệp nhập khẩu, mặc dù có nhu cầu ngoại tệ lớn nhưng không nằm trong đối tượng được vay. Thêm vào đó, hiện doanh nghiệp các ngành nông thủy sản, đối tượng vay ngoại tệ chính tại ngân hàng cũng khó khăn nên nhu cầu vay ngoại tệ để phục vụ sản xuất giảm đáng kể. Thưa quý vị, kể từ ngày 30 tháng 3, những tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ vay vốn từ nguồn ngân sách thành phố. Đây là nội dung của quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Quy định nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững. Theo đó, các tổ chức cá nhân đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi vay trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông, đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác theo quy hoạch, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn. Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay là bình quân lãi suất huy động bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của 4 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam, cộng thêm 2% một năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hàng tháng. Tùy theo mỗi lĩnh vực, ngân sách nhà nước sẽ có mức hỗ trợ từ thấp nhất là 4% đến 100% lãi suất. Thời gian hưởng quy định là từ ngày phương án đầu tư được tổ chức cho vay giải ngân vốn đến hết ngày thực hiện phương án. Xin được chuyển sang thông tin khác. Chương trình kích cầu du lịch 2013 trên quy mô toàn quốc vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ban hành. Dự kiến chương trình này sẽ được thực hiện trong quý 2 năm nay với các hoạt động như giảm giá sản phẩm du lịch, tổ chức các chương trình tiếp thị quảng bá hình ảnh tập trung cho một số thị trường trọng điểm. Theo công bố từ chương trình kích cầu du lịch năm 2013, từ quý 1 và quý 2 năm 2013, cơ quan quản lý sẽ thực hiện xong bước chuẩn bị để cho doanh nghiệp đăng ký để thực hiện trong quý 2 và quý 3. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong ngành cho rằng, với thời gian chuẩn bị gấp, sẽ không đủ thời gian để lên kế hoạch tour giới thiệu đến đối tác, cũng như bán cho khách hàng.
Mặc dù vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho rằng nền kinh tế khó khăn cả trong nước và quốc tế, ngành du lịch cần tính đến một chương trình kích cầu trên quy mô toàn quốc để thu hút khách trong thời gian sớm nhất. Trong chương trình kích cầu lần này, Bộ khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, các điểm bán hàng giảm giá dịch vụ cho khách du lịch từ 10 đến 40% vào mùa vắng khách, đồng thời đề nghị một số hãng hàng không hợp tác để giảm giá vé máy bay, tổ chức các chương trình quảng bá du lịch. Trước đó, khi khách du lịch quốc tế giảm, lần đầu tiên ngành du lịch đã tổ chức chương trình kích cầu trên quy mô toàn quốc với tên gọi là Ấn tượng Việt Nam. Du lịch đường sông đã được xác định là một trong những sản phẩm du lịch mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triển từ năm 2013. Tuy nhiên, để thực hiện hóa kế hoạch này, thành phố cần quy hoạch lại hệ thống bến và cầu tàu cũng như điểm đến để phục vụ du lịch. Trước mắt, đối với 3 tuyến du lịch đường sông đầu tiên, thành phố cần xây dựng 45 công trình gồm bến bãi, cầu tàu, nhà chờ, v.v. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải về cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ 3 tuyến du lịch đường sông tầm ngắn, cần 17 công trình bến bãi. Đối với 2 tuyến du lịch đường sông tầm trung còn lại thì cần thêm 28 cầu tàu, bến đỗ và nhà chờ. Bên cạnh đó, Sở Giao thông cũng đã gợi ý hai loại cầu tàu có thể sử dụng phù hợp với điều kiện thủy văn trên các dòng sông tại thành phố, gồm các loại cầu tàu nổi có thể lên xuống theo thủy triều hoặc loại cầu tàu bậc thang. Theo khảo sát của Sở, hiện các điểm đến trên các tuyến sông chính tại thành phố sử dụng loại cầu tàu thô sơ ở dạng cầu thang lên xuống có mức độ an toàn khác nhau. Sở đề nghị thành lập bến du lịch bằng cầu dẫn có kết hợp với phao nổi. Ngoài Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Sở Giao thông, hãng Sài Gòn Tourist cũng đang phối hợp để đưa vào khai thác du lịch trên sông. Loại hình du lịch trên sông đang nhận được nhiều kỳ vọng từ ngành du lịch thành phố với mục tiêu thu hút khách du lịch nước ngoài lẫn khách nội địa. Số liệu của Sài Gòn Tourist trong năm 2012, lượng khách du lịch đường sông đạt 3.000 lượt, năm trước là 2.100 lượt. Và nằm trong chuỗi kích cầu du lịch của toàn quốc nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung khai thác loại hình du lịch xưa nay là thế mạnh của tỉnh, đó là du lịch sinh thái và các khu di sản. Năm 2013 cũng đồng thời là kỷ niệm 20 quần thể di tích cố đô Huế và 10 năm nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tận dụng lợi thế có sẵn là biển đẹp và còn nhiều nét hoang sơ, trong chương trình kích cầu du lịch của mình, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung khai thác loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Đồng thời với việc di sản Huế kỷ niệm 20 năm quần thể di tích cố đô Huế và 10 năm nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, tỉnh cũng sẽ tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu giá trị di sản Huế cũng như đưa du khách đến điểm tham quan của di tích Huế. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để kích cầu du lịch, trong năm 2013, tỉnh đã lên nhiều kế hoạch trong việc tạo môi trường du lịch an toàn và giao thông rộng thoáng nhằm phục vụ khách du lịch tốt nhất. Chúng tôi tạo những cái môi trường an toàn nhất cho khách du lịch, làm sao nó thân thiện, nó môi an toàn. Đến Huế thì họ không phải lo cái gì trong những cái tệ nạn hoặc là những cái vấn đề liên quan. Thứ tư là một số cái thiết chế về du lịch, những cái hạ tầng thì chúng tôi tiếp tục đầu tư để nó đảm bảo cái nhu cầu của khách. Nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013, chương trình Tuần lễ vàng dự kiến sẽ diễn ra trong 3 đợt, kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2013. Thưa quý vị, trong xu thế hội nhập, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, kéo theo nhu cầu du học cũng ngày một tăng. Các trung tâm tư vấn du học ra đời ngày càng nhiều và trong tháng 3 này, Việt Nam có thêm một tổ chức được ra mắt cũng với mục tiêu cung cấp các dịch vụ này. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với một số trung tâm khác, đây là tổ chức thành lập dưới sự hỗ trợ của Phòng Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 3, Hiệp hội Giáo dục và Đào tạo California Hoa Kỳ, CAITEC, đã giới thiệu Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Hoa Kỳ, gọi tắt là VTEC, một văn phòng đại diện độc quyền của CAITEC tại Việt Nam. VTEC kỳ vọng sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo đáng tin cậy ở Việt Nam với những dịch vụ như là tư vấn du học, hỗ trợ kiểm tra tiếng Anh đầu vào, giới thiệu các cơ hội xin học bổng tại Mỹ. Theo ông Mark Matsumoto, giám đốc điều hành của CAITEC, để có thể cạnh tranh tốt với các trung tâm hiện hữu tại Việt Nam, VTEC sẽ khai thác những khác biệt đến từ chính nội tại của CAITEC. Chúng tôi là một tổ chức độc quyền của Hiệp hội Giáo dục và Đào tạo California tại Việt Nam. VTEC có một thế mạnh là có hệ thống thông tin kết nối với tất cả các trường đại học uy tín tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy để giúp các bạn có thể chọn một trường phù hợp. Theo thống kê tại CAITEC, hiện Việt Nam có hơn 15.000 sinh viên đang học tại Mỹ, 25.000 sinh viên du học tại Úc và khoảng 36.000 sinh viên đang học tại các nước thuộc khu vực châu Á.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin FBNC Việt Nam. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.